Bài học số 05 chúng ta sẽ bắt đầu với module quản lý chi phí của dự án Cost Management. Tuy nhiên, cái phần nội dung này nó có một số vấn đề khá là phức tạp từ trong giai đoạn là thiết lập quản trị dự án với vai trò của Project Admin và sau đó mới đến công tác của các kỹ sư thực hiện, mà cụ thể ở đây là đóng vai trò của một Estimators. Trên màn hình này các bạn lưu ý tại góc bên trái công cụ Modular Switch, lựa chọn các module đúng không ạ? Các bạn nhấp chuột sang chọn Cost Management, quản lý chi phí, để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan về module này trước đã. Các bạn để ý này, có 5 thanh công cụ ở đây: Home, trang chủ, Budget, ngân sách, Cost, chi phí, Change Order, các cái yêu cầu thay đổi, và cuối cùng là Forecast, các cái dự báo, dự tính về dòng tiền, về chi phí theo tiến độ thực thi dự án. Điều quan trọng ở đây, tất cả các công cụ, các cái thẻ thứ cấp này đang bị vô hiệu hóa, chúng ta nhấp chuột vào nó sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Lý do hết sức đơn giản, chưa có một mã ngân sách nào được tạo ra cho nên dự án này chưa được kích hoạt. Vậy thì bây giờ mời các bạn hãy quan sát tôi thực thi các công tác thiết lập môi trường, các cái điều kiện cần thiết cho công tác quản lý chi phí của dự án, để sau đó chúng ta sẽ thực thi với vai trò là Project Members.